con mẹ dân cha ca sa nơ cha tùy ra ni. Cô xin chào bà biết không? Đó. À, có thể không á? Xin đức mẹ phù hộ cho má còn mình giỏi. Mình để tới ngày mai. Nghe nói vậy thì thấy buồn dữ không? Sợ. Hả? Nghe không nói gì sợ. Dạ Vui Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Những ngày sau khi mà nằm bệnh viện thì tình trạng bà cụ không thuyên giảm. Thì ông Nhất cũng như là ông cụ quyết định là đưa bà cụ trở lại về quê nhà, để cho ngôi nhà khi mà có một cái sự cố nào xấu diễn ra thì bà sẽ được ấm cúng hơn. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng đang trúc trực có mặt ở tại nhà của Út Nhất để xem tình hình của bà chuyển biến như thế nào để có thể kịp thời hỗ trợ cho Út Nhất. Tại vì thời điểm gần đây thì Út Nhất cũng khá là mệt mỏi sau những ngày tháng thức khuya và đi đoạn đường dài thì cơ thể Út Nhất cũng suy kiệt các cô bác anh chị. Cô xin chào bà biết không? Đó. Cô lại giúp chào của bà đó. Ông ơi, giúp chào bà, ông về rồi. Nghe không? Để xây thịt xây cá. Máy xây tinh tố nặng nghe ấy cho bà đi đây. Rồi cái sao bà? Cái này như có cái máy tinh tố sấy nó mới được. Cái này đổ nó đâu có chạy đâu. Nó không có ai vậy. Nó không. Bây có giờ là bơm vô không được. Bơm vô không được. Giờ mua máy tinh tố, giờ mình đánh ra sấy cho nó rồi quấn cho nó nhuyễn luôn. Cho nó nhuyễn nhừ luôn cho má dễ ăn. Bây giờ đổ bơm vô nó không chạy luôn hả ông Nhất? Cũng như cháo này cũng như nó cũng như nó không có được nhuyễn nó không đó nên. Nó lâu xuống. Cha cũng mới làm phép xong hả? Sức dầu hả? Cha cũng sức dầu cho mẹ rồi. Thấy lâu quá. Nói bà biết không ông Nhất? Cũng như mẹ thì bà giờ mình bà biết mà bà nói không được. Nãy thấy ông cụ lại nói thì bà cụ có cảm giác là không biết bà cụ có biết không à. Để hỏi thăm mẹ cái. Chắc bà biết mày thì bà không có nói được. Dạ. Nít thôi. Chắc không có nói ra tiếng. Không nói ra tiếng. Thấy bà vậy thì kêu bà nghe. Bà biết mà nói thì không được. Thì bà miệng nít nét vậy đó thôi. Cố gắng mong bà cố gắng có phép màu để vượt qua hay không cậu? Dạ cũng nhiều lắm bà kêu xin hoài đó. Thằng đạo thì đi qua đọc kinh. Đi kinh coi có chú dành lời cho được mạnh không. Sao rồi? Thấy mẹ mình sao? Thấy mẹ mình sao? Ông nói đây tới mai. Ông nào? Ông đi ở đằng nhà thờ lại đó, ông nói đây tới mai. Đây tới mai hả? Đây tới mai. Đây tới mai là sao? Qua đời. Đây tới mai. Nhắc buồn dữ không? Buồn dữ không? Buồn. Nhớ mẹ không? Nhớ. Thương mẹ không? Muốn khóc luôn hả anh Tú? Dạ. Muốn khóc luôn hả? Dạ. Con muốn nói gì với mẹ là nói đi.
Là hỏi mẹ có khỏe không? Hỏi bà sao anh có hỏi hả? Sao rồi nó khỏe mẹ sao? Mẹ nói sao nghe cái ông này hở nói đây cái mà anh lo dữ không hả? Lo không? Lo, lo cho mẹ mình dữ không? Lo để giờ không lo. Ừ, để cho anh Tám biết anh Tám lo nghe cái ông này hở lại không nói gì. Ừ, có cầu nguyện cho mẹ mình không? Có. Ừ, cầu nguyện thôi sao? Thì cũng như là mấy ông lại cho... Là cầu nguyện trước bàn thờ đi, cho mẹ mình khỏe. Là cầu nguyện trước bàn thờ cho mẹ mình khỏe. Tháo khẩu trang ra. Những gì nữa? À, để cho bà mình giỏi để mà bà, để bà gặp lại mình. Ừ. Mấy ông này nhà ông ở nói đây cái mà. Ừ, nghe mấy ông nhà mấy ông cha nhà thờ nói vậy thì thấy sao? Nghe mấy ông lại nói gì chứ cũng không biết. Ừ. Lỡ bóp tay rồi tiếp úng nhất, bóp tay chân rồi cho mẹ khỏe. Anh này anh dễ thương lắm cô bác anh chị, thấy vậy chứ cũng lo cho mẹ mình lắm. Thấy nghe ông nhà ông cha nhà thờ nói là nhớ rồi. À, ông cha nhà thờ nói đây tới mà. Ừ, nghe nói vậy thì thấy buồn dữ không? Sợ hả? Nghe ông nói gì sợ? Sợ hả? Ừ, ông nói đây tới mà sợ gì? Vì sợ chết. Ừ, ông nói đây tới mà sợ mẹ mình mất hả? À, sợ mẹ. Nghe nói vậy có muốn khóc không? Dạ, muốn khóc. Muốn khóc luôn hả? Ông nói ông nói này tao người mờ sáng. Ừ. Ông nói này tao người mờ. Ừ. Nếu như mà được nói với mẹ mình thì anh sẽ nói câu gì? Cho ở năm trăm gửi qua năm trăm đó kiếp sau gặp lại bà. Cái gì? Nói kiếp sau gặp lại bà. Nói là qua rồi con gửi ra với bà được thì con xin gửi cho anh Tám. Ừ, một lá thư xin hẹn kiếp sau. Lại bóp tay chân phụ anh Tám đi. À, để cho anh Tám bóp thì có gửi gắm với anh Tám rồi. Ừ, anh phải phụ nữa chứ mình lên anh Tám thì làm để sao mà để mà thấy anh Tám đang bị sốt á. À, để cho anh Tám phòng tiêm má này, bây giờ em có bây giờ kể công chuyện nữa á. À, cũng nói với bà rồi mà chuyện này chuyện nọ để cho bà biết đó. Ừ, gửi cho bà rồi. Bây giờ kẹt công chuyện gì thì hôm nay anh cũng phải phụ trước. À, để cho anh Tám đi, mình cũng nói với bà rồi, cũng nói cái sự hoàn cảnh của con gì vậy đó, rồi con muốn kẹt chuyện này chuyện nọ gì đó. Ừ, con gửi má tiền vậy đó. Ừ, thật ra thì bây giờ chỉ con mình đúng nhất là gánh nặng nữa. Bây giờ hỏi nhất đi cô bác anh chị. Ừ, cũng thương anh Tú lắm. Nãy Long cha lại nói sao Úc Nhất? Nghe cha lại là phép không hả? Ừ. Úc Nhất, cơ thể Úc Nhất bây giờ sao rồi? Úc Nhất hả? Ừ. Ủa, này Úc Nhất này muốn vô nằm mà nằm không được. Này chung nó kêu bà chị nó vô đó. Ừ. Cho thế Úc Nhất vô nằm mà đóng uống thuốc vô mới được cái này. Giờ đừ lắm rồi đúng không? Này Úc Nhất nó đừ mà đợi bà chị bà tắm, chị Sáu tắm rửa đó. Ừ. Người ba mới lên, ba thấy rồi, rồi vô nằm.
bà cụ được về đến đây á, là được chị Kiền ở Long Xuyên An Giang á, gọi một chiếc xe không đồng, nhưng mà chị thay mặt cho gia đình gửi cho 500.000 cho anh tài xế anh chạy qua đây. Chứ bình thường là mướn một chiếc xe là tới 1,8 triệu nè. Biết nhà cũng khó khăn thì đành thử là chị Kiền cũng hỗ trợ hết à. Cố gắng lên Út Nhất rồi. Kêu ai thế để Út Nhất để là ấy là mệt đó nghe. À bả giờ biết đợi chị sao chị bả lên. Bả tắm rửa khỏe bả lên uống nước vô nè. Sáng quay lại coi sáng giờ ăn uống gì chưa? Cháu chứ ăn ba cái mì, ủa ba cái gì này cháo ấy thôi. Ăn cháo gì mà nó khỏe, ăn cơm ăn cũng được. Bây giờ có nùi hết à. Mẹ giờ có cảm giác biết gì không muốn nhất? Không, mẹ như giờ bá không biết. Bá ấy là bà mình nói chuyện, bá không không biết. Ba giờ mình bà nói không được. Cũng như quá hiếu đạo. Đúng không? Như mẹ. Cái cảnh này ai cũng phải xúc động hết á. Trong những lúc mà anh đang bệnh hoạn sốt nữa mà còn phải ngồi chăm sóc cho mẹ từng phút từng giây. Bây giờ là ao ước của anh Út thì chỉ được đi nằm nghỉ ngơi cho nó khỏe thôi. Giờ trông chờ bà chị lên nữa kìa. Anh đã qua. Lại đắp bàn cho mẹ anh Tú. Lại đây phụ. Phụ anh Tám đi, nhanh đi. Hỏi mẹ có cần đắp bàn không? Hỏi mẹ thử tiếng nhỏ nhẹ coi. Dễ thương ghê. Cái con má. Biết con má trời. Em Tú dễ thương ghê. Mình dễ thương ghê. Hỏi bà em đó. Không quá một gì chứ khôn lắm. Mẹ như vậy là từ sớm giờ là ngồi nhiếc đi luôn nữa. Không đi đấy không? Đâu có đi bắt ốc gì đâu. Như là không biết người ta đi nhé. Sao mẹ biết anh không? Hả? Mẹ biết anh không? Dạ biết. Đâu biết đi bắt ốc đâu biết. Nhưng mà mẹ biết anh không? Anh hỏi nãy anh hỏi á. Dạ biết. Biết phải nhìn đâu biết. Nhìn biết hả? Dạ biết. Nãy anh hỏi gì? Câu gì? Hả? Anh hỏi câu gì? Hỏi là biết con má gọi là biết. Hỏi biết. Hỏi coi má lạnh không? Hả? Hỏi coi má lạnh không? Lạnh không má? Má là lạnh không? Thương nha. Ông Nhất hồi sớm giờ bơm nước vô không ông Nhất? Dạ. Nước rồi vô được đúng không? Bà nghỉ ngơi đi xíu đi. Má má còn biết anh không? Ừ. Má còn biết anh không? Còn bây giờ mới nhìn tao biết. Nhìn biết hả? Ừ. Không. Mẹ nói chuyện không được thôi. Dạ. Nhưng mà mẹ nhìn mẹ biết hết à? Ừ. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Dạ không dám ăn. Sao ạ? Chỉ uống một hai ly nước vậy thôi chứ không dám ăn vô. Sao ạ? Mấy hồi thế giờ ta ăn chay còn đâu dám ăn nhiều. Là sao? Mấy hồi này uống cà phê rồi chơi thì được chứ ăn vô nước không rau. Ừ, ai, em có mua hộp cơm ra ngoài anh bà uống cà phê nha. À. Để gắn lo nha, đi ra ngoài đây cái nha. À, có gì alo em liền ha. À, có gì điện cho em liền ha. Thấy mẹ gì ăn cơm cũng vô luôn hả anh Tung?
Hả? Không, uống cà phê. Thời thế giờ sao? Thời thế giờ uống cà phê rồi. Chứ sao à? Uống cà phê rồi được. Còn ăn cơm? Cơm nước không vô. Sao không vô? Ừ. Sao không vô? Không hèm cơm, uống cà phê rồi. Cho nó mát trong người, cho nó lạnh trong người. Cái gì? Uống cà phê vô cho nó lạnh trong người rồi. Hết. Mình còn bãi thì khác. Thì sao? Mình còn thanh niên thì khác, còn bãi thì khác. Là sao khác? Là ý anh em mình là cũng như còn mạnh khỏe thì vui phải không? Anh em mình thì vui, bãi thì khác. Bãi thì bãi già cả. Rồi. Mình cũng như thanh niên, còn bãi là người ta già cả thì khác. Khác sao? Như là lớn tuổi hiểu không? Cái tuổi là tuổi cao lớn. Ừ. Còn mình tuổi còn nhỏ. Ừ. Khác chỗ nào? Khác là cũng như mình còn mạnh khỏe, còn bà cũng như mình già lớn tuổi. Ừ. Sợ sợ mẹ mất không, qua đời không? Hả? Sợ hả? Ừ. Mấy ngày nay đừng đi bắt ốc ở nhà nghe chưa? Ừ. Anh nãy anh nói là ăn cơm không muốn vô luôn hả anh Tung? Uống cà phê chơi vô. Ừ. Chứ thời thế giờ sao người ta ăn chay không hay gì? À, uống cà phê rồi uống nước lã rồi chơi. Chứ ăn cơm sao? Ăn cơm đi. Sáng giờ anh chưa ăn cơm luôn hả anh Tung? Chưa. À, giờ này đói không? Đó. Đó. Biết đó gì không? Thật. Thịt gì? Thịt mua trên chợ. Nhưng mà thịt heo hay là thịt bò biết không? Heo. Thịt heo. Đó là gì? Dạ. Hộp thịt. Anh thích ăn món này không? Dạ. Ăn cơm này ngon hay ăn cơm với vợ ngon? Dạ. Ăn cơm ngon. Ăn cơm ở đây ngon hay là ăn cơm với vợ ngon? Ăn cơm ở đây ngon. Ăn cơm với vợ? Ngon. Ăn chỗ nào ngon hơn? Chỗ nào cũng ngon. Dạ hả? Dạ. Chan nước sạch vô kìa, nguyên cái bọc nước kìa anh Tú. Có nước vô nó mới ngon. Chan nước thịt vô, biết chan không? Ừ, coi chừng dính tay nha. Ai, ở đó rồi mặn. Ngon ha. Ăn cơm anh tính làm gì nữa? Uống cà phê. Uống cà phê. Bữa nay đừng mất ốc ở nhà với mẹ nha chưa? Tối nay ngủ dưới này luôn nghe. Bây giờ chuyển sang muốn ăn chay, hết muốn ăn mặn rồi hả? Sao hả? Qua đây uống cà phê chơi. Dạ hả? Thấy vậy thấy thương anh Tám không? Dạ thương. Thương sao nói em nghe với. Thương là cũng như là anh Tám như quen bạn bè mà dẫn lại đây uống cà phê chơi. Ừ. Thương anh Tám lo cho mẹ mình nữa kìa. Dạ. Ừ. Hồi nãy sao mà ai anh biết hỏi cái câu là má khỏe không má, má biết con không má. Ai chỉ anh rồi? Em có nói với bà tướng. Ừ. Nước nó còn có kẹt không chuyện này chuyện nọ vậy đó. Ừ. Rồi con đến là gần không được vậy đó. Ừ. Con tặng cho má 500 vậy đó. Ừ. Để kiếp sau con gặp lại bà. Là sao? Sao lại nói vậy? Mày nói như con yếu trong mình, con lợi gần không được vậy đó. Anh yếu trong mình hả? Ờ, con kẹt công chuyện của con vậy đó. Ừ, con nói với má đó, con cũng xin gỡ má lá hơ gì đó, 500 ngàn để kiếp sau gỡ. Gặp lại thì nói như vậy thôi. Mình cũng biết, mình cũng nói với bà tướng. Vậy thôi. Mình nói với bà tướng. Mình dặn dò mình nói với bà cho bà biết cái đường lối tình thế của mình với bà, đối xử với bà gì đó. Ừ. Nói với bà tới cũng biết cho bà hiểu để mà mình tặng tiền cho bà. Để bà đừng buồn. Để mẹ đừng buồn. Ừ. Để gắm cho bà thì bà biết rồi. Ừ. Để thôi ấy là mẹ buồn nữa đúng không? Ờ, nếu bà buồn mình phải tặng tiền cho bà có lòng vui. Để mau hết bệnh. Nó hết bệnh. Sao mà cứ tối ngày mẹ mình mà anh lại nói cái câu mà nghe nó buồn thảm quá vậy? Nhưng mà
Con ngờ tôi mình cũng có gỡ gắm với má nó, con cũng kẹt công chuyện này chuyện nọ để mà con đến gần má không được, con mới tặng cho má tiền vậy đó. Tại sao anh lại nói cái câu mà mẹ mình đang bệnh là anh lại nói cái câu là hẹn là kiếp sau? Thì cũng như ông cố mới vừa lỡ nói đó, ông nói là coi bệnh tình của bà vậy đó, nay mơ vậy đó mình mới biết. Cái kiếp này là bao nhiêu hết nổi hết được đúng không? Cũng như bệnh già nghe cha thầy nó nói gì ai biết. Cha thầy nói vậy thì mình biết nghe theo thôi. Mình nghe theo thì ông nói nay mơ, tại người ta biết cái bệnh già già cả. Là bệnh già khác, còn mình thanh niên hiểu cà phê đi. anh tắm nhất anh lo lắng quá trời mà em không thấy anh lo lắng gì hết trơn, anh ngồi uống cà phê cũng thẳng quá vậy. Tắm rồi. Thì tôi có gỡ gắm bả rồi, dơ cho bả rồi. Gỡ gắm đi cho bả 500. Nó kiếp sau mới gặp lại con vậy. Kiếp sau mới gặp lại con. Sao cứ nói câu đó hoài, bỏ câu đó được không? Thì chứ bả bệnh già chứ không phải như thanh niên của mình, thì mình nói vậy với nó sao giờ. Tại mình nghe cha thầy lại nói vậy. Có nghĩa là nghe cha nói vậy là mình sợ là mình không gặp được mẹ nữa đúng không? Mình mới gỡ gắm cho bả 500 ngàn vậy thôi chứ biết sao giờ. Sao không nói cái câu là mẹ ơi mẹ, cố lên ráng sống với con. Tại cái mình nghe cha thầy cũng nói gì ai biết đâu, mình cũng mới nghe heo với thầy nói cái bệnh già của mình thế cũng tội nghiệp. Dạ. Rồi cảm ơn anh Tú ha, uống cà phê rồi vô không có đi bắt ốc nữa nghe. Dạ, dạ. Hay là cái thước phim mà các anh em chia sẻ cái những cái nỗi buồn của anh cụ cũng như cái cảm xúc của anh Tú như thế nào, chứ không có chia sẻ vì một cái lý do nào khác hết á cô bác anh chị. Thật ra anh Tú là một cũng là người con hiếu thảo, nhưng vì anh không có biết làm cái việc gì hết á, ngoài việc cái câu là hỏi là má khỏe không má, má biết con không má, chỉ có nhiêu đó thôi. Mà bao nhiêu đó thì đối với một người như anh á, đối với một bà cụ thì nghe được thì cũng rất là ấm lòng, đúng không? Và thậm chí ngày hôm nay thì anh có cảm nhận được rằng là phải ở nhà với mẹ, không trên nhà vợ xuống là không có ở, ngày hôm nay không có đi bắt ốc luôn. Ngày hôm nay sao anh không đi bắt ốc? Không, thấy ở nhà để mà phụ tiếp gia đình của anh Tám nè. Gia đình của anh Tám là gia đình của mình đó. Là mình coi chừng chuyện này, coi chuyện nhà cửa rồi. Nhà giữ nhà cửa rồi. Hết tiền thì nói em cho uống cà phê chứ đừng đi bắt ốc nha. Dạ. Rồi nói là chào tất cả cô bác của anh chị đi. Cảm ơn tất cả anh, các anh chú, các anh chị trong nước ngoài nước, để mà lại đây giúp đỡ cho con, cho gia đình của con, cho ba mẹ để con mặn ăn khá giả lên. Hai, để cho anh em mình mặn ăn khá giả lên. Để làm cái gì? Để giúp đỡ cho anh em mình mặn ăn khá giả lên. Anh em mình mặn ăn khá giả để làm gì? Để mà có tiền để mà lên đây uống cà phê chơi. Giúp vui. Người ta giúp cho mình mà mình đi uống cà phê dài hoài vậy? Thì cũng như người ta giúp đỡ cho mình mới có tiền, mình mới đi mặn ăn để mà anh em mình khám khá giàu có lên. Chứ biết nói sao giờ. Để đi uống cà phê. Có tiền thì uống cà phê chơi. Chứ đâu biết làm gì đâu. Như vậy là ngày hôm nay bà cụ cũng đã chuyển về, và cái công việc là mời cha có thể lợi sức dầu cho bà cụ cũng đã xong cô bác quý chị. Tình hình hiện nay thì bà cụ suy kiệt, út nhất lại khá là mệt mỏi sau những ngày dài thức trắng đêm, cũng như là đoạn đường di chuyển sau, cũng như là để mà cất nhà thì khoảng gần một tháng nay cũng mà đã không ngủ nghe gì hết. Ngày mai này thì Bùi Hồ sẽ công bố số tiền của tất cả các mạnh thường quân đến thời điểm hiện tại cho Út Nhất. Những cái dự định mà mua xe làm sổ tiết kiệm gì á, vì Út Nhất không có sức khỏe và thậm chí là bà cụ nhập viện nên có rất là nhiều công việc nó cập cập. Dù sao đi nữa thì ngày mai này thì Bùi Hồ sẽ cập nhật, và thời gian tới thì sẽ còn rất là nhiều chuyện để làm cho gia đình của Út Nhất, cũng như là những cái chuyện ở trong nhà của Út Nhất thì rất mong cô bác sẽ đồng hành cùng với Bùi Hồ
trong những đoạn video clip tiếp theo để mà đồng hành chốt nhất vượt qua những cái khó khăn như thế này hả cô bác anh chị. Còn bây giờ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau.